Mụ hưu lương lẹo. Chạy đây, sư tử đến đây. Mới đó mà chúng đã chạy đâu mất rồi. Mày tưởng trốn ta mà được à? Ơi, tha cho tôi, tha cho tôi. Muốn chạy hả? Hôm nay nhất định mày phải làm bữa tối của ta. Ông đúng là kẻ không có trái tim. Chạy đây, kẻ không có trái tim lại đến đây. Mình có nghe nhầm không nhỉ? Hình như chúng nó vừa gọi mình là kẻ không có trái tim. Ông đúng là kẻ không có trái tim. Tại sao bọn thú rừng lại nói mình không có trái tim chứ? Chẳng lẽ phải mổ bụng ra để chúng nó thấy tim của mình sao? Toàn bộ nói láo. Ai đấy? Mau ra đây. Ra đây. Chạy đâu rồi thoát? Xin anh, hãy tha cho tôi. Tha cho ngươi à? Khó khăn lắm mới kiếm được một con mồi ngon, làm sao mà tha được? Ngươi giở trò gì đấy? Sắp sinh ư? Ngươi đang có thai à? Tôi xin ông, hãy để cho tôi sinh con xong rồi ông muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ mong ông hãy mở rộng lòng thương, cho hưu con một con đường sống. Tại sao ta phải tha cho ngươi? Một bữa thịnh soạn thế này cơ mà, được cả mẹ lẫn con chứ. Tôi xin ông mà, hù con còn rất nhỏ, nó không đáng để làm một bữa cho ông đâu. Làm ơn gọi giúp tôi bắt gấu đỡ đẻ được không? Tôi sắp sinh rồi. Đau quá. Cái gì? Gọi bà đỡ hả? Gọi kiểu gì? Gọi ở đâu? Đau quá, đau quá. Không kịp nữa rồi. Mau lấy giúp tôi ít lá khô và đỡ đẻ giúp cho tôi đi. Tôi xin ông. Cái gì? Người bảo ta đi lấy lá khô ư? Và đỡ đẻ cho ngươi ư? Ta đâu biết những chuyện đó đâu. Lá khô, tôi cần lá khô để làm ổ cho hưu con ra đời mà. Ta sẽ lấy ngay. Nước, tôi cần nước. Nước hả? Được. Tôi xin đi. Con tôi. Con của ngươi đây. Con của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi. Người cũng đã sinh xong rồi. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Chỉ xin ông vài phút để tôi từ biệt hưu con. Mẹ xin lỗi. Con chỉ vừa mới vào đời mà mẹ đã không thể ở bên cạnh con được nữa. Mẹ đúng là một người mẹ tồi mà. Con yêu à, sau này con phải tự kiếm ăn, tự lo cho giấc ngủ, tự bảo vệ cho bản thân mình. Mẹ không thể ở bên che chở cho con được nữa rồi. Đừng đi lang thang một mình, kẻo bị người ta bắt, nghe chưa? Con hãy bú đi, đây là lần đầu và cũng là lần cuối con được bú mẹ. Hãy bú cho no vào con nha. Chỉ vài phút nữa thôi là mẹ sẽ biến mất khỏi cuộc đời này rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể làm được thế này cho con thôi. Mẹ phải đi rồi. Bây giờ tôi đã sinh xong rồi, ông hãy ăn thịt tôi đi. Thôi, hai mẹ con ngươi đi đi. Hả? Sao? Sao cơ? Đi đi, hai mẹ con ngươi hãy biến khỏi mắt ta trước khi ta đổi ý. Ông nói thật chứ ạ? Dạ, mẹ con tôi đi ngay ạ. Cảm ơn ông đã tha mạng. Trong rừng, họ vẫn bảo ông là người không có trái tim. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Trái tim của ông rất nhân hậu và ấm áp. Trái tim ấm áp sao? Ta vẫn có trái tim sao? Thì ra bọn thú rừng không nói về trái tim trong lòng ngực này.
ý chúng là ta không có sự nhân hậu và ấm áp như Hưu mẹ nói. Vì thế nên chúng luôn xa lánh ta. Từ nay ta sẽ phải thay đổi. Ta sẽ cho chúng thấy sư tử cũng có trái tim. Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ. Chuyện xảy ra đã nhiều năm về trước, tại nước Mỹ, vào một đêm tháng 12 rét mướt. Bà Ra, còn sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba ơi! Ba ơi! Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Kể cho bà nghe nào. Cái con bé gầy đét kia mà cũng dám ra gió nặng người tuyết cơ đấy. Trông nó thảm hại như một cây củi khô ấy. Xem cái má của nó kìa, tóp lại như quả bóng bay xịt. Thật là kỳ cục, chẳng giống ai cả. Ba ơi, tại sao má của con không giống má của các bạn khác vậy hả ba? Thật tội nghiệp con tôi, biết nói với con bé sao đây? Cô con gái còn quá nhỏ để hiểu mẹ mình đã trải qua sự đau đớn cùng tận của căn bệnh hiểm nghèo trước khi rời xa cha con cô mãi mãi. Đáng buồn nhất, di chứng căn bệnh đeo bám sang cả cô bé, khiến em còi cọc, giờ đây còn bị bạn bè trêu chọc. Không giống ai ư? Không, không thể để con bé trải qua tuổi thơ với ý nghĩ như thế được. Ba, sao ba không trả lời? Kìa ba, gió thổi mạnh tung bay cả tuyết luôn kìa. Phải rồi, khi tuyết rơi ngày càng thêm dày, sắp đến Giáng sinh rồi. Mình sẽ trả lời con bé bằng một câu chuyện. Nếu như không giống ai, mà là một điều tuyệt vời đẹp đẽ thì sao? Ba Ra, trước khi trả lời câu hỏi của con, để ba kể cho con nghe một câu chuyện này nha. Chuyện là ở vùng Bắc Cực xa xôi, trong làng của ông già Noel, có một đàn tuần lộc. Ôi, trâu đen mũi đỏ kỳ dị đến kìa. À, cẩn thận, không mình lại nhầm mũi của cậu ta với quả châu trang trí cây Noel đó. Chúng cháu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. Ông ơi, ông cho cháu cùng kéo xe trượt tuyết đi phát quà ông nha. Cháu cừ lắm, nhưng việc kéo xe tuyết đi khắp thế giới rất khó khăn. Hãy đợi đến lúc cháu thực sự trưởng thành đã. Rô đôn mũi đỏ kỳ vậy mà đòi đi tặng quà Noel á. Trẻ em thấy cái mũi này sẽ sợ đến phát khóc mất. À đúng đó. Đúng đêm Giáng sinh, trước giờ xe tuần lộc của ông già Noel xuất hành, gió bão chợt nổi lên, trời tối đen không lấy một vì sao. Thời tiết xấu, sương tuyết mờ mịt thế này, làm sao thấy đường để đi đưa quà cho các em nhỏ đây? Đã đến giờ xuất hành rồi. Giữa lúc đó, chú Don bước đến. Cái mũi đỏ của chú rực sáng như một ngọn đèn. Chú Don, cháu có đủ dũng cảm để dẫn đầu xe tuyết của ta không? Cháu rất sẵn sàng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nha. Ta tin ở cháu. Thế là đêm đó chú Don dẫn đầu đoàn xe tuần lộc của ông già Noel. Ở phía sau, những chú tuần lộc khác cứ nhằm theo chiếc mũi đỏ sáng chói của Rudolph mà bay theo. Nhờ Rudolph mà chuyến đi vòng quanh thế giới đã diễn ra tốt đẹp. Đây là huy chương danh dự cháu được tặng vì lòng dũng cảm của mình. Ông ơi, tất cả là nhờ chiếc mũi đỏ phát sáng này. Đây là lần đầu tiên cháu thấy vui vì mình có nó. À, đúng vậy Rudolph, chúng ta được tự hào về cậu. Ôi, con yêu Rudolph nhất ba ạ. Khác biệt đâu có gì là xấu hả ba? Đúng rồi. Và con hãy như Rudolph nhé. Dù ai có nói chi, con hãy luôn dũng cảm làm những điều mình muốn. Vì mỗi chúng ta đều là độc nhất trên thế giới này con nha. Dạ vâng ạ. Ba vẽ và viết lại câu chuyện cho con đó. Ba vẽ Rudolph đẹp hơn cả tưởng tượng của con luôn. Đây là món quà Giáng sinh tuyệt nhất. Câu chuyện về Rudolph sau đó được Robert May kể trong bữa tiệc Giáng sinh của khu phố nghèo và được những đứa trẻ đón nhận nồng nhiệt.
thúc đẩy Robert hoàn thiện cuốn sách viết về chú tuần lộc đặc biệt này. Trải qua những năm tháng khó khăn, con gái Robert đã vượt lên chính mình, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngày nay, câu chuyện về chú tuần lộc Rudolph với chiếc mũi đỏ được khắc họa trong hàng trăm bài hát và bộ phim về ông già Noel với cỗ xe trượt tuyết do các chú tuần lộc kéo của ông chiếm một chỗ vĩnh viễn trong các huyền thoại, truyền thuyết về Giáng sinh. Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, con đường đen. Hôm nay chủ đề tôi cho lớp báo chí truyền thông lần này chính là nghề thanh cao. Các em có 2 tuần để tìm đề tài và thuyết trình trước lớp. Chúc các em hoàn thành tốt bài giữa kỳ lần này. Nên nhớ, đây là bài rất quan trọng để đánh giá tư duy của các em. Được rồi, tôi chào các em. Cố lên, các phóng viên trẻ trong tương lai. Nghề thanh cao hả? Mẹ à, mẹ khỏe không? Mẹ sửa chiếc xe đạp chưa? Mẹ sửa rồi, đừng có lo. Lo mà học đi kìa, chứ để như mẹ thì khổ lắm. Như mẹ thì có sao chứ, con lúc nào cũng tự hào về mẹ. Mẹ Hà là số 1. Con bé này, lớn cái mình mà y như con nít à. Mà mẹ nè, sẵn con có chuyện muốn hỏi ý mẹ, mẹ giúp cho con nhé. Sao thế con? Bài thi cuối này, thầy cho con chủ đề nghề thanh cao. Con định viết về nghề của mẹ đấy. Mẹ làm nhân vật cho con gái phỏng vấn mẹ nhé. Thôi đi, cái nghề này có gì hay ho mà viết hả con? Không khéo người ta lại cười con đấy. Ráng mà lo học đi con. Mẹ không muốn con lại thành trò đùa như hồi lớp 1. Đôi khi mẹ cũng muốn làm nghề khác thanh cao hơn. Nhưng có lẽ số mẹ vẫn gắn với ve chai con à. Nên nghe mẹ tìm một nghề sang trọng hơn mà có cảm hứng viết nha con. Vâng ạ. Ôi, bóng của mình. Bóng dơ rồi. Đừng có buồn, để chú nhặt cho. Đây, của con đây. Thối quá à, không lấy đâu. Không sao đâu, tôi quen rồi. Nghề này là vậy đó, có sạch sẽ bao giờ đâu mà bảo dơ chứ. Em cảm ơn anh, em tìm ra đề tài rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô, cái cô này. Tiếp theo, mời em Nguyễn Việt Thanh Hà lên trình bày nội dung của mình. Cố lên. Nếu được chọn một con đường để đi, các bạn sẽ chọn con đường nào? Tất nhiên là con đường xanh rồi. Như vậy cũng khỏi nữa chứ. Đa số mọi người đều chọn con đường xanh, cho nên hôm nay tôi xin trình bày về những nghề chọn con đường đen này. Sao cơ? Nói cái gì thế? Nói gì vậy? Để giải đáp thắc mắc của mọi người, mời thầy và các bạn xem phóng sự nhỏ mà em đã chuẩn bị sau. Hả? Quay chưa cô? Tôi là Việt Hà. Đến với buổi thuyết trình lần này, tôi xin chọn nghề công nhân vệ sinh cống rãnh làm đề tài cho mình và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là nhân vật của tôi. Tôi tên là Hưng Vương, hiện đang là công nhân thuộc chi nhánh thoát nước số 2, công ty thoát nước đô thị Bình Yên. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cho hệ thống cống thoát nước của thành phố luôn được thông suốt. Và để hoàn thành nhiệm vụ này, hàng ngày anh Vương cùng đội của mình phải kiểm tra, làm sạch, vớt rác tất cả các điểm hố và dọn dẹp rác thải trong đường ống cống. Nào, cùng Hà một ngày trải nghiệm nhé. Nếu không một lần ngâm mình xuống dòng nước này, Hà chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ hình dung được công việc hàng ngày của các anh đâu.
với một bộ quần áo đồng phục, mũ bảo hộ, đèn soi, bao tay dứa cùng thùng lớn đựng rác và rổ nhựa, các anh đã có thể bắt đầu dọn rác của mình trong con đường đen. Những ngày nắng nước cao đến bụng, công việc dọn rác của các anh sẽ bớt vất vả hơn. Còn ngược lại, những ngày mưa, nước dâng cao có hôm đến cổ, tức là các công nhân phải ngâm cả thân mình để kéo từng bịch rác. Bên dưới con đường đen giống như một thế giới khác đô thị. Ở đây, người ta thấy được những cuộc vui, những bữa ăn, những hoạt động buôn bán trên mặt đất. Nhưng mà dưới một dạng khác, ở trên mặt đất, cuộc sống nhộn nhịp bao nhiêu thì dưới này rác thải nhiều bấy nhiêu. Ngược lại, ở những cống rãnh gần nhà máy hay khu chế xuất, người ta vẫn xả bằng thuốc nhuộm, hóa chất xuống cống và các anh vẫn phải làm việc bình thường. Có người sau khi làm việc ở vùng cống này về bị bệnh về da, da bị lột hết, bong tróc, lở loét là chuyện bình thường. Ngoài ra, dưới cống còn những vật nhọn như là kim tiêm, miếng sành, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chân, vào tay hay vô tình là vào mặt là điều khó tránh khỏi. Trước những gì họ làm, các bạn biết họ nhận lại cái nhìn như thế nào từ mọi người không? Có người thương thì họ mua cho ly nước, ổ bánh mì để trên mặt cống á, chứ không dám lại gần. Đi ngang qua bịt mũi lại hoài chứ gì, quen rồi mặc cảm gì nữa. Có hôm nhặt trái bóng cho thằng nhỏ, tráng leo lên đưa cho nó không dám nhận luôn. Ở nghề này là vậy mà, dưới tận cùng của đáy xã hội rồi, trách ai được. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai. Có những người chọn cho mình con đường đen để giữ sạch thành phố. Những nghề như lao công, dọn rác, ve chai, móc cống, công việc rất vất vả như thế, nhưng họ đều nghĩ nghề của mình chẳng thấm vào đâu. Họ mong muốn con của họ được học cao để vươn đến làm bác sĩ, doanh nhân, hàng không mà họ đâu biết rằng. Chính những việc làm của họ đã là nghề thanh cao và cần được tôn trọng. Và tôi tự hào về điều đó khi có mẹ nhặt ve chai và nuôi tôi đến giảng đường đại học này. Em xin kết thúc phần trình bày của mình. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Giỏi lắm Thanh Hà. Với cách nhìn nhận và suy nghĩ của em, thầy tin trong tương lai em sẽ tiến xa và cho ra đời nhiều bài báo chất lượng. Đây là phần trình bày mà tôi thích nhất từ khi bắt đầu đến giờ. Chúc mừng em, cô phóng viên trẻ tương lai. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!